Quý vị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Mùi trong cái năm Canh Tý 2020 về tổng quan tử vi của năm 2020 về công danh, về tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi và tử vi chi tiết cho từng tuổi Mùi và vận trình tài lộc từng tháng trong cái năm 2020 để người tuổi Mùi biết để đón lành, tránh dữ trong cái năm 2020 này. Xem bói tử vi tuổi Mùi năm 2020 thì vận trình của con giáp này về cơ bản khá thuận lợi, công danh và tài lộc đều trên đà phát triển thịnh vượng, song có thể phải đề phòng họa tiểu nhân ập tới. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tổng quan của tử vi tuổi Mùi trong cái năm 2020 này. Người tuổi Mùi gặp năm Canh Tý, thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài và Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại. Nên trong năm nay, người tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi, nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm phạm cục diện hại thái tuế, nên dù làm ăn khá cũng vẫn tồn tại những cái tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa. Ngoài ra, thương quan chiếu mệnh còn đại diện cho những cái chuyện thị phi rắc rối. Vì thế trong năm 2020, dù việc làm ăn lợi lộc có sự phát triển nhất định nhưng người tuổi Mùi dễ gặp tai họa. Thêm vào đó, thái tuế cũng khiến cho người tuổi Mùi phạm đào hoa, vì vậy mà bán mệnh cần phải chú ý biết giữ mình, tránh xa vào tiểu sắc. Cho dù duyên khác giới vượng nhưng chưa chắc đây là một điều đáng mừng. Bán mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế, trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, con giáp này cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tốt nhất nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển. Mối quan hệ mang lại nhiều cái điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến cái chuyện mà kiện tụng thị phi trong năm 2020 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà người tuổi Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn tốt nhất không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những cái thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào cái chuyện kiện tụng. Việc làm ăn cần chân chính, dựa vào chính cái sức của mình mới mang lại cái niềm vui. Còn tham lam, muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt phải gặp nhiều mối ưu phiền hơn. Và trong cái năm Canh Tý, người tuổi Mùi nên tránh đến những cái nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước, khiến cơ thể khó thích nghi hoặc mang đến những cái tai họa ngầm. Tốt nhất là nên tham gia những hoạt động ngoài trời, chú ý rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường thể chất. Và vấn đề thứ hai, đấy là cái tử vi sự nghiệp tuổi Mùi trong cái năm 2020 này. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Trong cái năm này thì do ảnh hưởng của Tý Thủy lộ xuất thiên tài và cục diện tương hại nên là người tuổi Mùi thường rơi vào cái tình trạng nóng nảy, dễ bực bội, công việc không được thuận lợi, phải làm việc vất vả hơn mọi người. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh khá có duyên. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng, không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải cái chuyện thị phi, hay nảy sinh cái mâu thuẫn với cấp trên, quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp, khiến việc thăng chức tăng lương trở nên khá khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân mình. Với những người làm nghề tự do thì bản mệnh cần xác định rõ ràng cái mục tiêu của mình, không nên quá tham lam, làm những cái việc thiếu đạo đức, bởi những cái việc làm này sẽ gây ra những cái nguy hiểm và thị phi cho chính bạn. Thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu, đấy là cái tử vi tài lộc cho tuổi Mùi. Thì con đường tài lộc của người tuổi Mùi trong cái năm Canh Tý khá thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên thì bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những cái mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những cái quyết định nóng vội có thể dẫn đến những cái sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cái cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Ngoài ra trong đời sống hàng ngày thì bạn nên có cái kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những cái việc không cần thiết, dù là khi tài chính dư giả cũng nên biết giữ mình. Về tình cảm của người tuổi Mùi trong cái năm 2020 này thì người tuổi Mùi dù là nam mạng hay nữ mạng
đều khá vượng đường tình duyên. Nếu tham gia nhiều các hoạt động tập thể, giao lưu, bản mệnh có thể trở thành một người khá thu hút, có nhanh chóng gây dựng được cái mối quan hệ thân thiết với những người khác giới. Những người còn độc thân cũng có cái cơ may gặp được một cái người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì bản mệnh cũng cần phải chú ý đến cái phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào cái chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể nếu bản mệnh quá cá tin thì sẽ bị đối phương có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng những cái thiệt thòi và cái hậu quả đáng tiếc. Phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những cái mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Và cái vấn đề thứ năm đấy là về cái vấn đề sức khỏe của người tuổi Mùi trong cái năm này. Thì năm 2020 thì sức khỏe của người tuổi Mùi phải chịu nhiều cái tổn hại do có sao thương quan chiếu mệnh, cũng như ảnh hưởng của cục diện Tý Mùi tương hại. Tý Thủy có sức ảnh hưởng lớn, dễ khiến cho yếu tố hỏa của Mùi Thổ bị tổn hại. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không quá khả quan nên cần phải hạn chế uống rượu bia và các cái chất kích thích để phòng bệnh cao huyết áp. Các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu cũng thường hay xuất hiện. Ngoài ra thì bản mệnh cũng dễ mắc các cái bệnh về cơ bắp, xương khớp. Vì thế người tuổi Mùi cần tránh đến những cái nơi u ấm, ẩm ướt. Nếu không dễ khiến cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Và trong cái năm Canh Tí thì bản mệnh không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, không nên tham lam hoặc xa vào các cái thú vui như là rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi tuổi Mùi năm 2020 theo từng cái tuổi chi tiết. Gồm có tuổi Quý Mùi sinh năm 1943, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991 và Quý Mùi 2003. Trước hết là chúng ta đến với tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, mệnh Dương Liễu Mộc. Năm 2020 thì người tuổi Quý Mùi có vận thế khá tốt trong lĩnh vực học tập. Chỉ cần bản mệnh giữ trạng thái tâm lý vững vàng, không tự tạo áp lực cho bản thân, không để ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài thì hoàn toàn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết. Thành tích học tập ổn định có thể được nâng cao so với năm ngoái. Tuy nhiên, những bậc làm cha làm mẹ cần chú ý đến các hoạt động xã giao của con cái, nhắc nhở con mở rộng mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nếu được nghỉ ngơi thì nên ra ngoài thay đổi không khí, không nên nuốt mình trong nhà, cô lập bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần dạy con cách đối nhân xử thế phù hợp, xây dựng những cái thói quen tốt, không nên quá chú trọng học tập mà bỏ qua những cái yếu tố bên ngoài. Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên cha mẹ không nên cho con đi xa một mình, giảm thiểu thời gian tiếp xúc với đồ điện tử. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh Lộ Bàng Thổ. Người tuổi Tân Mùi gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế mà bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Hãy lập kế hoạch phát triển và xác định mục tiêu hướng tới cho mình ngay từ đầu năm, rồi kiên trì thực hiện từng bước, chắc chắn bạn sẽ nhận được những cái kết quả xứng đáng, sự nghiệp có bước tiến triển đáng kể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm được thêm những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Tuy nhiên, bạn không nên quá tham lam đầu tư tất cả vào một lĩnh vực, tránh tình trạng mất cả vốn lẫn lãi. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những cái quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng, chú ý không để mình vướng vào những chuyện tình cảm phức tạp. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh Thiên Thượng Hỏa. Và trong cái năm Canh Tí, người tuổi Kỷ Mùi gặp phải nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng, dễ phải giải quyết những cái chuyện phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không thuận lợi,
Đặc biệt khi sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi trong công việc, đến xảy ra sai sót khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Muốn cải thiện những cái vấn đề này, bản mệnh có thể thay đổi phong cách ăn mặc, cải thiện phong thủy nhà ở, tránh để những chuyện không hay hoặc những yếu tố không thuận lợi tích tụ tạo thành sát khí. Trong sự nghiệp cần phải chú ý xây dựng mối quan hệ hòa hợp với đồng nghiệp. Khi gặp vấn đề thì nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên tính toán tranh chấp hơn thua. Khi được giao phụ trách công việc thì cần cẩn thận tỉ mỉ, phát huy hết khả năng của mình. Đáng mừng, bản mệnh gặp nhiều chuyện vui trên phương diện tình cảm. Người độc thân dễ tìm được đối tượng như ý muốn. Người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng hòa hợp. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh Thiên Hà Thủy. Thì nửa đầu năm 2020, vận thế của người tuổi Đinh Mùi cực vượng, bản mệnh có thể nắm bắt được nhiều cơ hội để thăng chức tăng lương, đồng thời nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Quý nhân trợ giúp cũng giúp bạn có được những cái hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn phải chú ý đến mọi cái công việc mà mình đang phụ trách, tối kỵ việc lơ là coi thường nhiệm vụ, cần lên kế hoạch phấn đấu rõ ràng và cố gắng hết sức mình. Có như vậy thì mới đạt được kết quả thực sự đáng mơ ước trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì tình cảm tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được cái lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định nào thì cần phải phân tích rõ ràng những cái mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Nếu đầu tư đúng mực, cuối năm bản mệnh có thể thu được một cái khoản lợi nhuận đáng kể. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi trong năm khá ổn định. Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý. Không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, mệnh Sa Trung Kim. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Mùi có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế mà bản mệnh không nên đi xa quá nhiều. Không nên để thân thế mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Năm nay không phải một năm thuận lợi với bản mệnh, vì thế mà để tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa, người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các cái chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ. Đồng thời cần có cái thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý. Trong năm, lĩnh vực tiền bạc của bản mệnh chịu nhiều ảnh hưởng của thái tuế. Điều kiện cuộc sống dù không được ở mức sung túc, dư dật nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì đáng ngại. Nếu con chó trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình. Tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Và tiếp theo chúng ta đến với tuổi Quý Mùi, sinh năm 1943, mệnh Dương Liễu Mộc. Thì những người sinh năm Quý Mùi tuổi tác đã cao nên sức khỏe có nhiều giảm sút, dễ mắc bệnh. Nếu không chú ý đến vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi thì rất dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa thần kinh. Vì thế mà bản mệnh không nên nằm trên giường quá nhiều mà nên tăng cường các hoạt động vận động phù hợp với thể chất nhằm nâng cao sức khỏe, tránh các cái bệnh nguy hiểm như tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu hoặc tiểu đường. Người tuổi này nên tránh ra ngoài đi xa, không nên tham gia nhiều các hoạt động du lịch hay đến những cái nơi ồn ào đông người. Nếu có những thay đổi nhỏ trong cái việc mà bố trí sửa sang nhà cửa sẽ khiến bản mệnh nhận được những cái năng lượng tích cực, tăng cường vận thế. Tuy nhiên thì không nên sửa sang nhà cửa quá nhiều, có thể gây phản tác dụng. Nếu bản mệnh được sống trong cái hoàn cảnh vui vẻ bên con cháu, có người chăm sóc, trò chuyện đầy đủ thì sẽ có tác dụng rất tốt trong việc mà cải thiện sức khỏe. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tổng quan tử vi hàng tháng của tuổi Mùi năm 2020. Trước hết là chúng ta cùng đến với tử vi tháng 1 năm 2020 theo âm lịch. Trong cái tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Mùi xét về tổng thể không mấy thuận lợi, đặc biệt là trên hai mặt sự nghiệp và tình cảm. Thậm chí bản mệnh có thể gặp rất nhiều yếu tố cản trở. Cụ thể trong công việc, người tuổi này phải đối diện với nhiều vấn đề khó giải quyết, nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến việc phát triển gặp nhiều khó khăn. Những người có ý định khởi nghiệp không nên bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch ngay trong cái khoảng thời gian này, mà nên lùi lại kế hoạch,
suy tính kỹ càng hơn và chuẩn bị tất cả mọi mặt cần thiết. Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân không mấy thu hút các đối tượng khác giới, cộng với cá tính trầm lặng, không thích nổi bật, khiến bản mệnh khó có thể tìm được người mong muốn. Và đến tháng 2 âm lịch thì phương diện tài lộc và sức khỏe của bản mệnh có những cái dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là vào thời điểm cuối tháng. Bản mệnh có thể nhận được những cái khoản lợi nhuận rất khả quan. Nhờ có thần tài phù trợ nên bản mệnh có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư hoặc cổ phiếu. Những người làm công ăn lương cũng có cái sự nghiệp ổn định, quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp. Khoảng thời gian cuối tháng có thể nhận được cái tiền thưởng khiến tài chính dư giả. Trên phương diện sức khỏe thì bản mệnh có thể mắc phải một số các cái căn bệnh vặt hoặc bị tổn thương khi mà sử dụng những cái vật dụng sắc nhọn như là dao kéo, nên phải chú ý nhiều hơn. Và từ tháng 3 năm 2020 âm lịch thì vận thế của người tuổi Mùi khá ổn định. Bạn có thể có được những cái bước chuyển biến khá tích cực trong sự nghiệp. Những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng có thể thực hiện một cách tuần tự, không gặp nhiều trở ngại khó khăn. Mối quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cấp trên khá hài hòa. Đồng thời, bạn có thể thu nhận thêm được nhiều tri thức mới, phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản mệnh có thể nhận được sự tán thưởng của bạn bè đồng nghiệp. Vì có những bước tiến tích cực trong sự nghiệp, nên tài lộc của bản mệnh cũng vô cùng ổn định. Ngoài ra, những người có công việc làm thêm hoặc ý định đầu tư cũng thu được lợi nhuận ở mức khá, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Bước vào tháng 4 năm 2020 thì tuổi Mùi gặp khá nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Xét về tổng thể thì có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe khá ổn định. Và trong thời điểm này, chuyện tình cảm của những người yêu xa không được như ý, đôi bên có thể xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn về những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Nhưng may mắn, những cái mâu thuẫn này không gây ra rạn nứt, đôi bên vẫn có thể làm hòa trong cái thời gian ngắn. Về phương diện sức khỏe, dù là người trẻ tuổi hay đã lớn đều cần chú ý rèn luyện thân thể, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Đồng thời, bản mệnh không nên thức khuya, cần phải chú ý trong lĩnh vực ẩm thực, không nên uống rượu, hút thuốc và ăn đồ có nhiều dầu mỡ. Bước vào tháng 5 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc, thậm chí là khá ảm đạm. Chuyện tình cảm cũng có nhiều vấn đề không được như mong muốn. Một nguyên nhân lớn gây ra những cái rắc rối này là vì cảm xúc của người tuổi Mùi lên xuống thất thường, dễ nóng nảy hoặc xúc động vì một cái việc nhỏ nhặt, dễ đưa ra những cái quyết định vội vàng, tâm lý bất an, căng thẳng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả công việc. Khi đối diện với tình hình này, bạn cần phải học cách thả lỏng bản thân, suy nghĩ tích cực, thư giãn đầu óc, không nên để những cái chuyện không mong muốn trong cuộc sống gây tác động tới công việc. Những người đã lập gia đình không dành được nhiều thời gian để ở bên nửa kia, đôi bên thiếu đi cái sự thấu hiểu nên số lần mâu thuẫn, chiến tranh lạnh nhiều lần trông thấy. Hãy học cách bao dung cho đối phương, xuống nước xin lỗi khi cần thiết, không nên đặt cái tôi cá nhân quá cao. Không nên đặt cái tôi cá nhân quá cao. Trong tháng 6 năm 2020 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Mùi khá bình lặng, nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu đi xuống khá rõ rệt. Trong thời điểm này, bản mệnh có mức thu nhập ổn định, chủ yếu dựa vào mức tiền lương hàng tháng. Số tiền đầu tư vào các cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cổ phiếu tuy không tạo ra nhiều lợi nhuận nhưng cũng không có dấu hiệu đổ vốn. Người tuổi này cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên tiêu xài lãng phí tiền bạc vào những cái sản phẩm hay hoạt động không cần thiết. Về vấn đề sức khỏe, bước vào thời điểm hè nóng nực, cơ thể không kịp thích nghi, dễ chịu tác động, khiến bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, viêm, nhiệt, đau đầu. Vì thế mà cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, ăn uống lành mạnh, chú ý bổ sung rau và hoa quả có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có biện pháp chống nóng hiệu quả. Bước vào thời điểm tháng 7 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mùi không có nhiều biến động, vẫn giữ ở mức bình bình như tháng trước, nhưng xét trên phương diện sự nghiệp thì có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh duy trì được trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, tiếp tục phát triển theo đúng cái định hướng từ trước. Cho dù phải đối diện với áp lực công việc khá lớn, nhưng bản mệnh đã biết biến đây thành động lực để tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, nhận được sự tin tưởng và công nhận của cấp trên. Phương diện tài vận, nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải chịu áp lực kinh tế lớn. Vì thế, bạn nên học cách tiết kiệm và sử dụng tiền bạc hợp lý,
không nên tiêu tiền một cách mù quáng hoặc lãng phí, đặc biệt là những người đã lập gia đình và càng cần phải giữ vững lý trí hơn. Bước sang tháng 8 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại lên xuống thất thường. Trong công việc có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc nội dung công việc mới, nhưng về tổng thể bạn vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành. Những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu phai nhạt do bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không chú ý đến gia đình và người yêu, vì thế bạn cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình. Vì tình cảm vốn luôn quan trọng hơn tiền bạc. Bước sang tháng 9 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Mùi có dấu hiệu tốt đẹp trở lại. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe lại có nhiều điều phải lưu tâm. Những người còn độc thân sẽ có một tháng khá đào hoa. Bạn được nhiều đối tượng khác giới để ý, có thể dễ dàng tìm được người phù hợp với mình ngay trong các tình huống giao tiếp thông thường. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và chân thành. Về mặt sức khỏe, bản mệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng hoặc buồn chán do phải chịu đựng nhiều áp lực công việc và phiền não trong cuộc sống. Khi rơi vào vấn đề này, bạn có thể thư giãn bằng cách cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tham gia du lịch, giao lưu để có những suy nghĩ vui vẻ, tích cực hơn. Bước sang tháng 10 âm lịch thì người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều rắc rối trong sự nghiệp vào tháng 10. Tuy nhiên, tài lộc lại không chịu nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí đạt mức ổn định và có dấu hiệu tăng nhẹ. Trong thời điểm này, bản mệnh không có nhiều hứng thú với công việc, thường có thái độ thờ ơ, thậm chí tắc trách với công việc mà cấp trên giao phó. Vì không có tinh thần tích cực nên hiệu quả công việc không cao, thành tích cũng chỉ ở mức tầm tầm. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý kiềm chế tính nóng nảy, không nên để xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, xung đột với cấp trên gây ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai. Mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp, đôi khi vướng phải những chuyện thị phi. Về tài lộc, may mắn mệnh chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận ít nhiều thông qua hoạt động đầu tư, tình hình tài chính khá khả quan. Và đến tháng 11 âm lịch thì tình hình tài chính của người tuổi Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định nếu so với tháng trước, còn tình hình sức khỏe có dấu hiệu ổn định. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tìm được những công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè và người thân. Bạn có cơ hội gặt hái được những thành tích rất khả quan nhờ công việc này, vì thế hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước. Bản mệnh không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên vì thời tiết đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm. Hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Và bước sang tháng 12 năm 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, thì vận thế của bản mệnh có những dấu hiệu khá tích cực, đặc biệt là hai phương diện sự nghiệp và tình cảm phát triển rất rực rỡ. Trong công việc, bạn có cơ hội khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, nhất là với những ai làm công việc marketing, bất động sản và tài chính. Bạn không chỉ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý mà còn thu hút được sự chú ý của mọi người, giữ được trạng thái tinh thần tích cực khi hoạt động nhóm, nhận được sự biểu dương và khen ngợi của cấp trên. Trong chuyện tình cảm, nếu cảm xúc của đôi bên đã đến độ chín muồi, đôi bên có thể cân nhắc tới chuyện đến với nhau cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những người đã lập gia đình giữ được bầu không khí hài hòa trong nhà, các thành viên biết quan tâm và suy nghĩ cho nhau. Và cuối cùng, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tử vi tuổi Mùi năm 2020 thì con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng dồi dào, tuy nhiên dễ bị thị phi bủa vây mà gặp phải tai họa khôn lường. Ngoài ra thì chuyện tình cảm đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, nên thận trọng giữ mình. Sức khỏe trong năm Canh Tý của những chú dê không thực sự tốt. Những áp lực căng thẳng về tinh thần có thể khiến mỏi mệt, dễ đau ốm. Theo phong thủy phi tinh năm 2020, trong năm này, nhị hắc chú về sức khỏe nhập vào phương chính nam. Đây là bệnh tinh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống trong nhà. Vì thế, bản mệnh cần lưu ý tránh để chỗ ngồi,
chỗ ngủ hay bếp nấu ăn của gia đình nằm ở cái vị trí này. Nếu có thể thay đổi thì nên thay đổi để tránh tai họa ập xuống. Tứ lục chú về sự nghiệp bay vào phương Tây Nam, muốn thúc vượng sự nghiệp có thể đặt bàn làm việc hay phòng làm việc ở vị trí này trong nhà. Mệnh chủ cũng có thể đặt tượng voi phong thủy trên bàn làm việc của mình để tăng vận quy nhân. Nên lưu ý giữ cho nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, các luồng không khí lưu thông có thế mới là phong thủy tốt. Những điều tốt đẹp, cát lành luôn đến với gia đình. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi tuổi Mùi năm Canh Tý 2020 về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi, tử vi chi tiết từng tuổi Mùi và vận trình tài lộc từng tháng trong cái năm Canh Tý 2020 để những người tuổi Mùi biết để đón lành tránh dữ trong năm 2020 này. Và xin được chúc quý anh chị tuổi Mùi trong năm 2020 sẽ gặt hái được nhiều thành quả như mong đợi. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.